Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá cà phê và giá hồ tiêu ngày 27 tháng 10 năm 2020. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, thị trường cà phê thế giới trên cả hai sàn điều chỉnh tăng. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn London điều chỉnh tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 tăng thêm 8 USD lên mức giao dịch là 1.313 USD trên tấn. Kỳ hạn giao tháng 3 năm 2021 cũng tăng thêm 8 USD, mức giao dịch là 1.321 USD trên tấn. Kỳ hạn giao tháng 11 thì tăng nhẹ 5 USD và giao dịch ở mức là 1.276 USD trên tấn. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Tương tự thì giá cà phê Arabica trên sàn New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 12 năm 2020 tăng 1,05 sen, mức tăng là 0,99%, lên mức giao dịch là 106,65 sen trên pound. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2021 tăng 0,95 sen, mức giao dịch là 109,35 sen trên pound. Ở các kỳ hạn giao khác năm 2021 cũng điều chỉnh tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch cà phê Arabica trên sàn New York ở mức khá cao trên mức trung bình. Về tình hình giá cà phê trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên, giá cà phê ngày hôm nay điều chỉnh tăng từ 200 tới 400 đồng trên 1 kg. Mức giá dao động từ 31.700 tới 32.600 đồng 1 kg. Cụ thể các khu vực như sau. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng thêm 200 đồng và giao dịch ở mức từ 31.700 tới 31.800 đồng 1 kg. Khu vực ở huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, mức giá là 31.800 đồng 1 kg. Tại huyện Di Linh, giá cà phê ngày hôm nay là 31.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk cũng tăng thêm 200 đồng và mức giá từ 32.400 tới 32.600 đồng 1 kg. Khu vực huyện Cư Mờ Ga, mức giá là 32.600 đồng 1 kg. Tại huyện Ea Hà Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá cà phê ngày hôm nay là 32.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê khu vực ở huyện Ia Grai và thành phố Pleiku ngày hôm nay mức giá là 32.200 đồng 1 kg. Tại huyện Chư Prong, mức giá là 32.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê ngày hôm nay cũng tăng thêm 200 đồng. Khu vực thành phố Giang Nghĩa, mức giá là 32.200 đồng 1 kg. Tại huyện Đắk Rơ Lấp, mức giá cà phê là 32.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại Đắc Hà của tỉnh Kon Tum ngày hôm nay tăng thêm 400 đồng so với phiên giao dịch trước và có mức giá là 32.000 đồng 1 kg. Còn giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng xu hướng tăng thêm 200 đồng và có mức giá là 33.800 đồng 1 kg. Tiếp theo xin gửi đến các bạn những thông tin về giá hồ tiêu trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam. Thưa các bạn, giá hồ tiêu ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 52.000 tới 54.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu giảm 500 đồng so với phiên giao dịch trước. Mức giá ngày hôm nay là 52.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Đồng Nai ngày hôm nay vẫn ổn định ở mức là 52.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu cao nhất với mức là 54.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước ngày hôm nay vẫn được thu mua với mức là 53.500 đồng 1 kg. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.